Anh em nào kiếm to nhất cướp ra đây. Bởi vì đây là con game dành cho những ai kiếm to anh em nhé. Tuyệt đại kiếm vương ấy. Lựa chọn nhân vật này. Ô, chỉ có nhân vật nam và nhân vật nữ thôi anh em ạ. Đồ họa kiểu ngộ phết nha anh em nhỉ. Nhân vật nam xem nào. Sao lại mai nhãn. Linh nhân đi cơ mà. Rồi, ok, mình sẽ lựa chọn nhân vật nam nhé. Trông có vẻ là ngầu hơn đấy. Chào mừng các hạ gia nhập Tuyệt đại kiếm vương. Tặng quà cho mình à? Nhận thưởng. Ôi, nhận được tất cả đống đấy luôn. Tôi chưa. Lối chơi game này thì mình thấy có sự kết hợp khi mà chúng ta nhận nhiệm vụ với các NPC trên bản đồ. Nhưng mà khi đi chiến đấu thì chúng ta lại ra trận 6 vị tướng nha. Đánh kiểu theo lượt anh em ạ. Wow. Đấy chính là lý do mà mình bảo là một con game có lối chơi khá là độc lạ bình dương anh em nhé. Đây, mình cũng có tính năng chiêu mộ này anh em này. Free một phát xem nào. Úi dồi ôi, chiêu mộ free thì mình chỉ nhận được một vị tướng phẩm B thôi anh em ạ. À, bởi vì đây chỉ là chiêu mộ sơ cấp thôi anh em ơi. Muốn có được tướng xịn thì chúng ta hãy vào chiêu mộ cao cấp nha. Nạp đầu có cái gì đây? Có tiểu long nữ. Nhưng mà không có cái lệnh bài chiêu mộ anh em nhỉ? Quà online. À, quà online được hai cái lệnh chiêu mộ anh em ạ. À đúng rồi, thế để mình thử nhập code xem có không nhá. Thôn trang này. Phúc lợi. Nhận luôn được phần thưởng gì đây? Phẩm S luôn. Tướng bật S anh em ạ. Nhận luôn. Không biết là bật gì cao nhất tí nữa thì mình sẽ review cho anh em về tướng. Quà điểm danh, nhận luôn. Ở đây rồi, lệnh bài đi rồi. Đổi cốt nữa, không trong cốt có không nhỉ? Thử cái đầu tiên là VIP 999 này. Ồ, mình 9. Cốt thứ 2, SVIP 999 này. Hà. Ôi nhưng mà được có mỗi cái anh em ạ. Cốt thứ 3, TDKV 999. Lại được cái nữa. Khi mới bảo thì khá là nhiều anh em nhá. Nhưng mà lệnh bài thì có vẻ là hiếm anh em ạ. Kiếm vương 999, cốt thứ 4 anh em ơi. À, thêm được một cái nữa luôn. Và cốt thứ 5 Kim Dung 999. Ai, đúng là một tựa game liên quan đến tiểu thuyết Kim Dung. Thế cho nên là gift code nó cũng có Kim Dung luôn anh em nhé. Rồi, tử quán xem nào. Chiêu mộ cao cấp. Ui giời ơi, 9 trên 10 anh em ạ. Many months later. Đây rồi, mình vừa bớ thêm được một cái code hình như là code tuần này. Nhận luôn. À, hai lệnh chiêu mộ nữa anh em ơi. Được quá nhờ, tử quán. Đây rồi, chiêu mộ ngay. X10 nha anh em. Phẩm SS luôn. Ô được nhở. Lệnh hồ sung luôn anh em nhá. Ô mình chín. Wow, hai vị tướng luôn này. À không, đây là mảnh thôi anh em ạ. Nhưng mà được một lệnh hồ sung bậc SS là ngon rồi đấy. Hẹp khách. Đầy rồi. Lệnh hồ sung luôn anh em ơi. Xịn. Mình chi luôn, mình nâng cấp luôn nha anh em. Tội gì. Tăng nhanh nào. À, nó sẽ tự động tăng luôn, mình không cần phải bấm hả? Ok, mình nâng một phát lên level 46 luôn. Skill đầu tiên là lệnh hồ sung, dịch cân kinh. Tấn công mục tiêu đơn hàng trước, gây 60% công, kèm 10.000 điểm sát thương. Nó chỉ tấn công một mục tiêu và ở hàng trước nhé. À, mục tiêu rất rõ ràng nha. Tiếp theo, nội tại giúp bản thân gia tăng vĩnh viễn 62.500 điểm sát thương. Skill thứ 3 là ngũ nhạc kiếm pháp. Giúp bản thân khi công kích đối thủ khắc hệ ngũ hành thì lần nhận tỷ lệ bạo là 40%. À, kim mộc thủy hỏa thổ. Hiện tại là lệnh hồ sung đang thuộc hệ hỏa. Mình thấy lệnh hồ sung này khá là ngon. Bởi vì quả skill trạch phong này có khả năng cấm trị liệu anh em nhé. Wow, không thể hồi HP trong 2 hiệp. Khắc chế cứng vào những em nào mà có khả năng búp tốt. Còn đây là nhân vật chính của chúng ta. Ây à, nhân vật chính trông ngầu phết nha anh em. Có cả trang bị rồi các kiểu luôn này. Thời trang của nhân vật chính luôn. Ây à, ngầu phết nhở. Được cái chứ. Ui, căng đét nhờ anh em nhở. Vũ khí, ui, có cả thời trang của vũ khí luôn này anh em này. Wow, được của nó anh em ơi. Ui, hợp không? Hợp vãi trưởng luôn chứ. Thì mình thấy là có thể ra trận được một nhân vật chính này, cộng thêm là 5 hiệp cách bổ trợ ở đây anh em nhé. Thì mình có một em lạc băng phẩm cam và một em lệnh hồ sung bậc 2S thì mình vừa mới chiêu mộ ra lúc nãy xong. Giờ mình sẽ đi khiêu chiến boss thử xem nào với em lạc băng và lệnh hồ sung. Đấy, anh em thấy lệnh hồ sung chỉ đánh đơn mục tiêu hàng trước rồi nhá. Nhưng nhân vật chính của mình đánh khốc liệt phết anh em ạ. Còn lại dọn luôn cả bản đồ. Dung luyện này. Những trang bị nào cúi bắp thì mình hoàn toàn có thể dung luyện nha. Dàn đẹp khách ở trong này thì mình thấy có đầy đủ các nhân vật cực kỳ nổi tiếng trong tiểu thuyết Kim Dung Trương Vô Kỵ luôn này. Tiếp theo Hoàng Dược Sư, Hoàng Thường á. Ủa, sao mình thấy nhân vật này lạ nhỉ? Dương Quá thì ok mình biết này. Ui, Dương Quá, ngầu đấy. Ngày xưa mình đam mê Dương Quá luôn đấy. Hồng Thất Công này. Tiếp theo là gì đây? Hả? Hắc Diện Lang Quân. Thanh niên này cũng lạ nhỉ? Vương Trùng Dương. Lam Phượng Hoàng à? Ông Mông Cổ à? Rồi,
Nhậm Ngã Hành này, đây là Quách Tương. À, mình thấy Bạch Mi Hương Vương anh em ạ. Ông này trông cũng khá là ngầu trong phim nha. Uông Kiếm Thông, Đông Phương Bất Bại này. Ủa, đối với những tựa game mà tiểu thuyết Kim Dung á, thì một trong số những vị tướng mạnh mình thấy hay có Đông Phương Bất Bại, nhưng trong tựa game này như thế nào thì mình cũng chưa được trải nghiệm nốt. Trương Tam Phong, Nhất Đăng Đại Sư này, Quách Tĩnh. Wow, nhưng mà mình thích giao diện Quách Tĩnh thời còn trẻ cơ anh em ạ. Âu Dương Phong. Và đây rồi, trời, Tiểu Long Nữ. Ô, Tiểu Long Nữ hình như là có trong phần quà nạp đầu hay sao anh em ạ. Tiểu Long Nữ, đúng rồi, Tiểu Long Nữ này. Để mình xem bộ skill của Tiểu Long Nữ xem nào. Ngọc Nữ Tố Tâm Kiếm Pháp, tấn công ngẫu nhiên hai mục tiêu phe địch, gây ra 45% công, kèm thêm 4.333 điểm sát thương. Trong khi ra đòn thì có 60% tỷ lệ khiến phe địch rơi vào trạng thái trúng độc. Wow, trúng độc tức là bị mất máu theo mỗi hiệp hay sao nhỉ? Skill thứ hai, Ngọc Nữ Tâm Pháp, khi tấn công tỷ lệ 70% trị thương cho tất cả tướng sĩ phe ta. Uầy, giờ mình biết tại sao em Tiểu Long Nữ này nó mạnh rồi anh em ạ. Bởi vì có khả năng hỗ trợ đồng đội rất là tốt luôn, khi mà chúng ta đi vượt ải hay là thậm chí đi PK. Để khi mà chúng ta đi vượt một số những cái phụ bản, ví dụ như là Tiềm Long Bí Bảo á, thì để vượt được ải 3 sao thì các vị tướng của chúng ta nó phải còn nguyên cơ. Thì với cái skill hồi HP của cái em Tiểu Long Nữ này, nó sẽ giúp cho đội hình của mình sống sót được nhiều, để dễ được ải 3 sao hơn anh em nhé. Skill thứ 3 này, Toàn Chân Kiếm Pháp, bản thân khi bị tấn công thì có 70% tỷ lệ khiến kẻ địch rơi vào trạng thái suy nhược, giảm 18% công. Uầy, được nha. Ngọc Nữ Kiếm Pháp, thiên phú giúp Tiểu Long Nữ khi tấn công bạo kích liền chuyển hóa 30% sát thương thành HP hồi phục cho bản thân. Nhìn chung mình thấy em Tiểu Long Nữ này thì có cái khả năng là gây ra sát thương kèm hồi phục rất là tốt, không chỉ cho bản thân nó mà lại còn cho cả đồng đội nữa anh em nhé. Trang bị thì chúng ta cũng có thể là cường hóa được này, cũng có thể là chế tạo được trang bị anh em nhé. Ồ, cái này hay này anh em ơi, bởi vì là nhân phẩm của anh em sẽ thể hiện ở trong phần này. Tỷ lệ cho ra vật phẩm nhóm giá trị cao nhất là 8%. Và đây là có mấy cái viên đá, kiểu là nếu như sử dụng viên đá này thì tỷ lệ thành công của chúng ta sẽ nâng lên rất nhiều này. Đấy anh em thấy không, đầu tiên nó chỉ có 8% thôi, nhưng mà có đá đấy vào phát là tỷ lệ nó sẽ nâng lên rất là ngon. Tinh luyện trang bị này, tinh luyện nhanh phát. À, mấy cái đá này mình đi làm nhiệm vụ có này, tinh luyện luôn. Và cứ tinh luyện đủ bậc nhất định, ví dụ như là lên bậc 10 chẳng hạn nhé anh em, thì những cái chỉ số nó sẽ cộng kiểu đột phá luôn đấy. Ngoài ra thì mình cũng sẽ có những cái tính năng kiểu như là khảm ngọc và ám khí nha. Nhìn chung là vẫn giống với những tựa game võ lâm truyền thống anh em ạ. Cái ưu điểm lớn nhất ở cái thể loại game như thế này ấy là mình thấy nó tiết kiệm được rất là nhiều thời gian. Đấy, ví dụ như mình offline nhá, thì xong đấy mình sẽ nhận lại được phần quà ấy. Anh em có thể nhìn thấy là mình có thể nhận được trang bị này, XP này, đặc biệt là cái đồng này nhá. Cái đồng này thì rất cần thiết trong cái việc là nâng cấp tọa kỵ anh em ạ. Đầu tiên là cho anh em xem này. Đây, có phải là lúc đầu thì chúng ta cưỡi con Hãn Huyết Bảo Mã này đúng không? Nhưng mà về sau thì cứ nâng cấp level lên càng cao thì ngoại hình của nó cũng sẽ thay đổi nhá. Và tất cả những cái chỉ số kỹ năng của nó cũng thay đổi mạnh mẽ hơn á. Cho anh em xem qua một chút về ngoại hình nhá. Mình đang cưỡi con Đích Lô màu trắng này. Sau đó là sẽ có con như kiểu là chiến mã này anh em này. Rồi thì sói luôn, gấu, trâu, hổ luôn anh em ạ. À, có ảo hóa này anh em này. Wow, ui ui, được nhờ, hắc trạch anh em ơi. Rồi một số con nữa cho anh em xem nhá. Voi với các kiểu đủ hết, tê giác nhiều lắm, gấu trúc luôn. Nhìn chung là những con tọa kỵ càng về sau thì ngoại hình của nó càng đẹp, cũng như là chỉ số của nó cộng được càng nhiều anh em nhá. Còn khi mà chúng ta nâng level thì những cái skill này của chúng ta cũng sẽ được nâng bậc lên, chỉ số của chúng ta cũng sẽ cộng được thêm nha anh em ơi. Nếu như anh em là dân cái quốc chính hiệu thì không nên bỏ qua cái sự kiện 5 ngày cái quốc này. Ở đây chúng ta có những cái nhiệm vụ chỉ cần đăng nhập thôi chẳng hạn là cũng đã nhận được phần thưởng rồi. Ngày 1 này, đây trong phần quà triệu hồi này đây, anh em thấy này. Đấy, làm nhiệm vụ sưu tầm là chúng ta cũng được thêm rất là nhiều phần thưởng nha. Khi mà chúng ta đạt mốc 30 điểm với cả 70 điểm ấy, thì cộng dồn lại chúng ta sẽ có 10 cái lệnh bài chiêu mộ. Và đây anh em ơi, có thêm một em gọi là Nộ Diệm Lang ở cột mốc 50 điểm. Anh em yên tâm nhá, 5 ngày này chúng ta làm full nhiệm vụ đây là kiểu gì cũng sẽ nhận được cột mốc 100 điểm này, là lấy hết những phần quà đây thôi. Ok, thì nếu như anh em mà đam mê game võ lâm cũng như là tiểu thuyết Kim Dung thì hoàn toàn có thể là download con game này về và trải nghiệm thử xem như thế nào nhá. Link tải game thì mình để luôn dưới phần mô tả để cho anh em có thể ấn vào luôn nha. Và bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo. Bye bye.